Khói bụi tạo thành một màn sương mờ mờ phủ kín toàn bộ khu vực. Người tham gia giao thông qua đây bắt buộc phải tìm cách tự bảo vệ bản thân bằng những cách như thế này. Nai nịt kín mít từ đầu đến chân bằng tất cả những gì có thể. Người qua đường đã vậy, còn dân cư sinh sống xung quanh khu vực này thì sao? Hãy nghe xem họ nói gì. Ở đây là thứ nhất là thời tiết là nó ngột ngạt, là vì những cái căn nhà là một, thứ hai là đường xá ô tô đi nhiều. Đấy, thứ ba nữa là cây xanh không có. Mật độ dân số rất là dày, đường đi lại chật hẹp, rồi cây cối thì ít nên là cảm giác mùa hè rất là khó chịu, nóng bức. Rồi những cái nhìn nhà cao tầng thì chẳng ai thích cả, tại vì nó dày quá, làm cho cái bầu không khí nó rất là ngột ngạt. Mùi cao su cháy khét lẹt, mùi hôi thối bốc lên từ con sông chứa đầy nước thải. Sự nỗ lực của người phụ nữ này có vẻ như không có tác dụng khi mà ý thức của những doanh nghiệp liên quan chỉ được thể hiện một cách hình thức qua loa, mặc dù chính phương tiện của họ góp một phần không nhỏ vào việc hủy hoại môi trường. Xe nó chở vật liệu cát vàng và đá sỏi với cả vữa bê tông họ tha ở trong các cái bánh xe đưa ra. Không khí ô nhiễm vì khói bụi cũng như các loại chất thải khác. Chúng ta đang vô tình tự đầu độc nhau bằng cách này hay cách khác mà người ta vì nhiều lý do khác nhau không biết hoặc không cần quan tâm. Sự việc nghiêm trọng đến mức chúng ta cần phải hành động ngay lập tức vì một cuộc sống chất lượng